Rồi, video này chào mấy bác nha. Kênh máy cắt cỏ Nhật Bản là kênh con của máy móc và nông nghiệp thôi. Đó. Thì em cũng thành lập thêm một cái kênh nữa để bán máy cắt cỏ đó. Thì mọi người coi bên em rất là hoành tráng. Bán máy cày thì khắp mọi nơi. Đây, đang vừa bán thêm một que mướp với rơm nữa. Giao đi cho khách. Thì mọi người nghĩ ví dụ cọc một vài trăm nghìn đối với em thì đã đáng gì đâu. Nên thành ra là nếu như mà chẳng qua em né tình trạng bom hàng và những con máy cắt cỏ bên em về mà thường là đã đi theo hàng máy cày, nên là những con máy rất là lớn và đặc biệt là máy rất là chất đó. Thì, nói lên độ quy mô của một cái kênh đó, nên nhiều bác có 100.000 mà không muốn đi cọc thì thôi em bó tay, chỉ 100.000 không mấy cắt cỏ mà cọc có 100.000 thôi, nó không đáng gì cả. Thì đó, để mọi người biết kênh con của máy móc nông nghiệp nha. Mọi người vô coi cả kênh nó ủng hộ em. Kênh em là máy móc và nông nghiệp, và kênh cắt cỏ Nhật Bản là hai kênh vi mô. Thì bên em thì bán cung cấp tất cả các dòng, nhưng mà kênh kia thì em mới tách ra làm máy cắt cỏ thôi. Em không muốn nó chồng lấn lẫn nhau. Hồi xưa kênh máy móc và nông nghiệp có đăng cả máy cắt cỏ đó, nhưng mà giờ thì em tách ra hẳn ra. Đặc biệt là những con xe bên em rất là đẹp. Cái cày thì nó dao động giá rất là ghê gớm, nói chung dao động có những con bán đến giá gần 500 triệu. Rồi, thì video tâm sự vậy để mọi người biết, để tự tin chốt hàng thôi. Còn bên em mua bán nhiều bác kêu bán hơi khó chịu thì cũng đúng thôi, bởi vì người ta đã bán đã đủ các loại hết rồi, thì máy cày đó hàng ngày là từ gần như tiền ra tiền vô rất là nhiều, một ngày nhận rất là nhiều điện thoại, mà nhiều khi bác cứ hỏi như này hỏi như kia lung tung, có 100.000 mà nhiều bác không dám cọc. Thì một ngày nhận cả nghìn cuộc điện thoại thì mọi người cũng phải thông cảm, không phải là gì cả, nhưng mà cam kết những con máy cắt cỏ bên em bán ra rất là chất lượng. Rồi em lại có điện thoại rồi, cảm ơn mọi người nhé.